Tiếp tục hồi nãy hôm nay em lên con cái xin ha, cái xin màu đỏ mặt rực rỡ luôn chú anh chị, chân cẳng nè, không có bú xe súng đúng được ha. Con này em đo ngay size là 1m05 đó, nhưng chú anh chị đo ngay size lưng, size này thì nó hơi nằm giữa lưng ha. Bò size nằm giữa lưng của chú anh chị đây ha, đó màu đỏ mặt rực rỡ, đầu cổ của chú anh chị thấy không, size mặt size lưng nghiêm chị, sái mặt nghiêm chỉnh nè, đầu trụ lỗ luôn, còn sái lưng hay nằm giữa lưng chút ha, đó làm xì xịt xuống như giữa lưng đó. Bò sao báo vậy cho cô chú chị mình thấy ha, chân trước nè, chân cẳng là không có bú áp xe xuống đúng luật hết ha, đó đây đít nè, đây đít là cái chú chị cái xin ha, qua đó đây con này hay giá cực kỳ mềm luôn, em báo giá luôn ha, con này ở trong nhà em bán giá 12 triệu đó, cô chú chị gần xa ưng ý mua thì liên hệ, giá 12 triệu ha chú chị, chân cẳng là đứng thẳng băng, không cong không quẹo gì hết ha, nè cầm đứng thẳng băng luôn, đít nè cái tiếng Việt nào, con này một màu đỏ mặt ha, giá tiền là 12 triệu đó, cái gu xin đây, con này xong lên tàn dữ dằn luôn cái gì đó. Rồi giờ hình ảnh cũng gửi cho cô chú chị mình xem, thì cô chú chị trong khi chờ đợi thì cô chú chị mình thấy ưng ấy mua thì liên hệ ha, quay chi tiết cho cô chú chị xem bằng cận cảnh nè. Cái xin ha, chân cẳng nè cô chú chị, đít nè ha, đó thì mong cô chú anh chị mình thấy ưng ý được mua thì liên hệ cho em ha, chân cẳng nè thẳng băng ha, giá tiền là 12 triệu, giá tại chuồng ha chú anh chị, đây 12 triệu bò là tình mạnh luôn, bự cà bá luôn, đùi bản lớn nè, bê thui luôn ha chú anh chị. Đó, thì mong cô chú chị gần xa thì ưng ý được mua thì liên hệ cho em ha. Đây, sái mặt nè, bò này ăn uống rất tốt bò ha, sau này bò nuôi lên tàn lớn luôn chú chị, giá tiền là chỉ có 12 triệu ha. Đây đó, rồi giờ hình ảnh cũng gửi cho cô chú dùng xem đầy đủ rồi, mong cô chú dùng thấy ưng ý được mua thì liên hệ cho em ha, rong ra những nhờ gì mà chú chị ha, đỏ mặt đó.